Đang thu hoạch rau củ, người nông dân bất ngờ đào được củ cải hình đôi chân người. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng về việc đôi vợ chồng đào được củ cải có hình đôi chân người, khiến dân tình không ngừng chia sẻ truyền tai nhau. Được biết, chủ nhân của vườn nông sản rau củ này là hai vợ chồng ở đất nước Nhật Bản. Trong một lần thu hoạch, họ đã bất ngờ khi nhổ lên củ cải có hình giống hệt chiếc chân của con người. Từ những gì quay lại cho thấy, có đến 2 quả củ cải được nhổ lên khỏi mặt đất. Trong đó, một quả có hình dáng bàn chân trái duỗi thẳng, quả còn lại là bàn chân phải trong tư thế co lại. Khi ghép 2 quả này ở cạnh nhau, nhiều người đã giật mình vì đó không khác gì một đôi chân của con người trưởng thành. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cộng đồng mạng không ngừng bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn. Đa phần đều tỏ ra sợ hãi trước cặp củ cải có hình dáng vô cùng độc lạ. Thậm chí một số người còn thẳng thắn thừa nhận rằng nếu nhìn củ cải này chắc chắn sẽ không dám ăn vì nó quá giống chân người. Một số khác lại nghi ngờ về sự thật của cặp củ cải này vì có thể đây là sản phẩm của các phần mềm chỉnh sửa, cũng có thể người quay clip đã cho củ cải vào khuôn chân người để tạo hình. Còn theo các bạn có suy nghĩ như thế nào về 2 quả củ cải có hình dáng độc lạ này? Hãy để lại comment xuống bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!